ăn ốc. Đi ăn ốc mà quay hoài. Có đi. Order cái này nè, vô gương của anh từ ít ốc. Nhưng mà vô ốc đây order cái gì? Đi cái cũng được. Ờ cái gì cũng được, ít thì đây hết 25 flavor này, trời ơi cái gì cũng được, ai order một hồi một đống luôn rồi ăn làm sao mà hết. Khoai hào là chỉ có 119 ngàn. Wow, view ơi. Nhiều lắm. Ai thối vô order mà vô không order thì bây giờ mới order hết luôn. Xạo, I told you spice. Xạo, ăn mắt bây giờ. It looks like you. What do you mean look like me? Vô khô, vô trả tiền. À, ngon hả? Ừ, vô trả tiền đi. Ok, Vy ơi. Sao riêng ngon không? Ngon, mà nhưng mà vô say thúi mà, vô không thích mà. Thúi quá. Ừ, thúi rồi bây giờ hỏi hả con không? The house stinks. Thế ngày đi ra chung hết. Give me some. Bạn nổi trang á, mà ba cứ la thúi thúi hoài vậy đó. Rồi giờ ba đi khám bác sinh. Give me some. Nó ăn đi. Oh, wow. Nhưng mà nó gà nó chó 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 Trời ơi, hôm nay đi ăn buffet bò nướng đá nóng chỉ có 369 ngàn mà nhìn đồ ăn kìa hấp dẫn cũng thua gì tôi luôn á nha. Sao em order nhiều lắm? Ai thôi, Dư tự chọn ăn cái gì Dư low quay không à, Dư feel không à. Em thà lao. Tà lao đâu mà tà lao, nhưng mà cái này rẻ mà, only 369 ngàn con một người. Trời ơi, em nói nhiều. Nhà nhà cũng chết luôn á Dù. Ngon xuất sắc. Ngon lắm. Vì ơi, phương ngon không á? Hỏi hoài luôn á trời. Cũng bên này sớm rồi, mày đặt gũ lên lan mát 81 hẹn hò nữa chứ. Mà công nhận cái view đây đẹp thiệt. Lăng tăng không biết gọi món gì thì thôi order ly cocktail uống trước cái đã. Món cà chua và salad là cho Dũng chọn á, ngay trời hết sức là mạnh mẽ vậy đó. Phim ấy hả? Đang ăn mà cha Dũng quay hoài vậy đó, muốn chữ hết sức mà tại chỗ này sang quá nên tém cái nết lại. Bạn nào mà muốn sống ảo thì đi tầm 5 giờ nha, hoàng hôn xuống thì chụp hình bao đẹp luôn. Nếu mấy bạn nữ đi ngay ngày thứ 5 thì sau 8 giờ được tặng một ly cocktail nha. Anh yêu em. Trời má ơi, khúc này cha Dũng sến thấy sợ. Hai đứa ăn nhanh thấy ớn, từ 5 giờ tới 8 giờ mới bắt đầu ăn dessert. Tôi kết cái món tráng miệng ở đây rồi đó nha, không có ngọt lắm. Nè, có 4 triệu à, trả đi. Ok, công sao em. Wow. Dũng là anh yêu em. Nghe nói Ray House Cafe món Thái ngon lắm luôn nên rủ cha Dũng đi, mà bà đặt ngựa ngựa giữa up giữa down không chịu đi. Đi rồi. Ray House Cafe. Rủ đi không chịu đi mà lại tới chỗ thì món nào cũng muốn kêu ghét ghê vậy đó trời. Trời ơi, tôi bị ghiền cái món salad bí đỏ này còn hơn là ghiền cha Dũng luôn vậy đó. Ông nội Dũng đi là tại vì nghe nói ở đây đang có chương trình It's Like Bangkokian. Ăn hai món trong thực đơn sẽ được tặng một lon bia Singer. Wow, nhìn ngon. Cái gì ngon hơn em.
Nghe xong câu này muốn đuổi ra khỏi nhà hết sức vậy đó. Ai mà thích uống bia Singer như cha Dũng nhớ đi nghe thứ 6 nhé. Mua 3 được 5, mua 5 được 8. Ngon lắm Dũng ơi. Singer beer. Mua 3 được 5, mua 5 được 8. Đâu. Thank you.